7 loại bạn bè nên từ mặt càng sớm càng tốt. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ bạn bè mang lại giá trị cho cả hai và là dấu ấn thành công của mỗi người. Thế nhưng ngược lại cũng có rất nhiều loại bạn bè xấu nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Trên Facebook thì thật đơn giản, bạn chỉ cần nhấn vào nút hủy kết bạn và thế là xong. Bạn không còn phải nhìn thấy những lời khoa trương khoác lác hay dùng những status đầy suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trên tường của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống thực, cắt đứt quan hệ với một người phức tạp hơn nhiều và nhiều khi phải trải qua cả những cuộc đối thoại khó khăn cùng một quá trình mệt mỏi kéo dài. Dù ở đâu đi chăng nữa, những người trong danh sách dưới đây cũng khiến bạn stress nhiều hơn là những người những có những phút giây thoải mái. Người luôn hủy hẹn. Tất nhiên sẽ có lúc sự cố xảy ra, chúng ta đều đã từng bỏ lỡ bữa trưa vì trong công việc hoặc phải ăn tối một mình vì bạn mình gặp chuyện gấp và bất ngờ phải về quê. Nhưng nếu bạn thấy mình thường xuyên bị hủy hẹn và người kia chẳng buồn đưa ra một cái cớ hợp lý hoặc tỏ ra mặn mà với việc hẹn lại, thì họ chẳng đáng để ta cố gắng giữ quan hệ, hoặc họ cũng đang cố gắng cắt đứt quan hệ với bạn. Vậy tại sao lại không giúp họ chứ? Người luôn tiêu cực. Một số người có biệt tài là luôn tìm được mặt tối cho những điểm sáng xuất hiện với bạn. Cậu làm lại bếp à? Ôi mệt lắm đấy, phải thuê thợ và trông nom mọi thứ đúng là rất đau đầu. Nếu bạn thấy một cuộc trò chuyện với người đó đều kết thúc với tâm trạng tồi tệ hơn so với ban đầu, thì đã đến lúc nói lời từ biệt. Người luôn tiếp tay cho thói quen xấu của bạn. Người đó biết bạn đang bỏ thuốc nhưng lại mời bạn một điếu mỗi khi đi gặp nhau. Người đó thuyết phục bạn bỏ lớp học yoga để gặp mình ở quán rượu, dù cho người đó sợ rằng bạn sẽ thành công ở đúng nơi mà họ thất bại, hay họ đang cố để làm rối tung mọi thứ như một yêu tinh danh mãnh, thì đây cũng không phải là người mà bạn cần trong cuộc sống. Người chỉ thích nói về mình. Nếu họ tôn trọng những lời khuyên chí lý của bạn thì có thể là điều tốt, nhưng khi mọi cuộc trò chuyện đều biến thành những lời than thở về một vấn đề trong cuộc sống của họ thì rất có thể bạn đã trở thành bác sĩ tâm lý không công. Nếu họ chẳng buồn hỏi về cuộc sống của bạn hoặc bạn thấy kiệt sức vì phải giải quyết sự bất ổn tâm lý cho họ, thì tốt nhất hãy cân nhắc xem mối quan hệ này có mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn không. Người hay nói xấu sau lưng. Nếu một số người liên tục nói xấu những người bạn chung khi gặp bạn, thì chắc rằng họ sẽ có lúc nói những điều không hay về bạn với người khác. Hãy yêu cầu người đó dừng ngay thói quen này, hoặc bạn hãy dừng ngay mối quan hệ với họ. Người hay đỏng đảnh. Ngày hôm nay họ thích bạn, ngày hôm sau họ lại tỏ ra khó chịu với bạn mà không vì lý do gì cụ thể, hoặc cho bạn leo cây để đi chơi với người khác. Chuyện này nếu diễn ra khi còn đi học đã khó chấp nhận, thì không có lý do gì một người trưởng thành lại phải chịu đựng một người bạn sáng nắng chiều mưa như vậy. Tống Hoằng là đại thần thời Đông Hán, chị gái của Quang Vũ Đế có ý muốn lấy ông làm chồng, nên hoàng đế liền thăm dò ý tứ của Tống Hoằng, xem ông có ý bỏ ra nguyên phi mà lấy một mình chị hay không. Tống Hoằng nghe xong liền nói với Quang Vũ Đế: đừng quên tình bạn lúc gian nan, chớ phụ vợ hiền thủa Hàn Vi. Ngài Yến Anh làm tể tướng nước Tề, có người khuyên ông bỏ người vợ già của mình đi. Yến Anh đáp: Yến Anh nghe nói ruồng bỏ vợ già gọi là loạn, cướp nạn thiếp trẻ gọi là dâm. Thấy sắc quên nghĩa, phú quý liền làm trái luân thường, gọi là nghịch đạo. Yến Anh sao có thể có hành vi dâm loạn bất chấp luân lý, làm trái với đạo cổ nhân như vậy được. Đọc đến đây, Phương trộm nghĩ, giá như người chồng phụ bạc trong câu chuyện trên báo kia từ nhỏ cũng nghe được tấm gương đạo đức từ thánh hiền như thế, thì có lẽ anh đã khởi thiện niệm, không bị dục vọng làm mê lạc. Nếu như nhân nghĩa, lễ chí tín trong văn hóa truyền thống được tôn vinh, thì con người sẽ có thể giữ vững bản thân trước cám dỗ của tiền bạc, địa vị và sắc tình.
Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên ấn like, share và chia sẻ kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.